Xin chào mọi người nha. Thì hôm nay em làm cái món xà lách dầu giấm. Thì cái này là em chuẩn bị sẵn mọi người. Trong này là cái dầu ha. Dầu xong rồi mình chiên tỏi lên cho nó thơm đó. Rồi bỏ giấm, đường rồi chút xíu muối vô. Thì cái này nó vừa ăn rồi. Giờ em sẽ đổ vô trong cái sòn xà lách. Trộn đều lên thôi. Cái xà lách dầu giấm này ăn rất là ngon. Còn cái hành tây này thì em ngâm trong này giấm với lại đường luôn để cho nó khỏi hăng mọi người. Bây giờ mình chắc nước ra, ngâm được 10 phút đó, bỏ vô đây luôn, trộn lên. Rồi, tiếp theo mình nè, cho vào cái dĩa thành cái món salad. Đây là cái món salad. Bây giờ mình tiếp tục bỏ thức ăn cái gì bỏ vô đó nè, cà nè, dưa leo hoặc là cái gì đó, bắp thò cái gì đó muốn bỏ thì bỏ, nhưng mà thường thường ăn cà với lại dưa leo gì thì nó sẽ ngon hơn. Đó, bỏ vô ly vô. Ngoài ra thì mình bỏ vô trong đây một ít mì đó mọi người. Thích ăn mì, mì nó ngon, thơm á. Mì rang rồi, mì rang nó vàng nữa. Bỏ vô nhiều cho nó thơm. Đó. Còn cái này là tôm. Tôm này em tẩm gia vị xong, con này ngâm muối ớt với lại dầu mọi người. Với lại tương. Đó. Rồi bây giờ mình nướng ăn ha. Chào mọi người. Chào. Đó, thì bây giờ xong mọi người ha. Bây giờ mình sẽ nướng. Just ketchup, please. Дорогой ketchup. You want more ketchup? Это не кетчуп. Я хочу свой кетчуп, который мы давно не ели. Ну-ка, где? Бойо. Бойо, ну. Только вы комнату, хамил, только вы комнату. Я не лень, я лень. Достанешь? Да, ну. Тон, это дал, да? Ой. Я не так, я не так много ем. Если буду много есть, тогда я не полезу. Вот этот кетчуп я хотел давно попробовать. Hôm nay là Noel. Thì chúc mọi người chuẩn bị cho cũng Tết luôn mọi người ha. Chúc cả nhà Noel ấm áp. Với lại Mẹ không nhỉ, sure. Ok. Nó khôn một cùng. Rất tự nướng ấy. Tự nướng ăn đi con. Được không? Thời con cắt không được nè. Con cái này nhỏ. Đó. Đó. Tôm bự. Mẹ không. Bự quá con cắt không có được, con cắt nó rớt, con trở được cho con nướng nè. À, thật ra con... À, à, ui, bà bà khấu hết đồ rồi. Bà, I want this sauce. Okay, yeah. This sauce. Bỏ hết luôn, bỏ hết cho luôn. Cái này là con có cái này. Đúng không? Папа может нас не ба не же и больше это можно отличить дорогое от на макетные аку на мясо на салат давай тебе на салат ну как я на надо поменять салат потом. Ну все, Олег, все, да. Rồi, để đây. Bỏ cái gì này? Mẹ nè. Cái mông mông nè. Đó. Ui dùi. Thơm rồi, có mùi thơm rồi đó. Ăn salad trước này mọi người. Ăn salad trước này. Cái skoiske, skoiske. Cái salad skoiske. Chà, salad cái này. Mẹ nè. Xin mời mọi người. Mình mời mọi người.
На, еще. Давай попробуем этот кетчуп. Сон này là có rau. Với lại tỏi. Я говорил, что он очень вкусный. Только чем его намочить? А, хайда. Папа, я вкусный, не вкусный, не получится ни с каким вкусным. Хамана. Не вкусный. Давай, конечно, я хочу вкусный с вкусным. Очень-очень приятный вкусный будет. Но чем его намочить нельзя, что-то вкусное будет. Папа, а знаешь, что я хочу... Ok, ăn thôi. Này, cho em lúc cắt này. Cho cắt để em ngồi cho nó nguội nha con. Đó. Mời mọi người cùng ăn nha. Đẹp quá chừng luôn nè. Để chắc em ngồi ba. Mắt, giết mau mồ. Khốt. Я уже так дышать не могу. Да. А то как я не могу на мной. Я не могу, но она чин вёл, но она чин вёл. Всё, так и лучше. Ёлм лох. Салат ногу я паду. Фу, можно есть. Нам пока. Ох, нам. Нам. Смотри, какая довольно мягкая. Люблю креветки. Люблю большие креветки с кетчупом. Очень горячий. Кто-то мне почистит? Мама так быстро кушает, может маму попросить? Нет, может мне как? Это моя. Говорит, я кого? Го. Окей. Папа, на того меня ал. Ба, нами. Мы ăn nhanh hay mày gửi giỏ cho Lucas? Đúng rồi. Gửi rồi Lucas. À nha. Ôi ơi. À. Nó dính cái tôm này, nó dính vỏ chưa mẹ con? Rồi con tự chấm vô cái sốt cà con ăn nha. Nha, tao vui lòng. А как не, а нет, вот так вот. Ням, тобой. Тобой. Ам ням. О. А когда мы говорим нам, а? А ха-ха, кон же вон, кон на что? А кон дед ам нам. Бак лу мой. Мак нам буван там финос. А. Ха. Любите нам. Ха-ха, ам нам, как он ам ам нам. Ну вот. А кон Виктор, кон там что, там кон кику кетчуп, кон хамам. Нам нужны салфетки. Салфетки? Или полотенце, что-нибудь. Полотенце. На. О, мне дал. Cắt mì gói cho con nha. Tôi được cuốn mì креветки с кетчупом. Да.
Она знает, что почему у меня с глазом было не так. Если у нее пузырик надулся, там у меня и я у меня поменялся голос. Thì nghĩ là chăm vớ mà nhưng mà hiện tại em không ăn mặn được nhiều á. Nên là mình ăn tương. Ngon. Ой, вкусные креветки. Ещё не горячие. Горячие, когда... Кран салат и кофе. Когда беру. Với lại trong cái tôm này ướp với lại muối ớt rồi á. Nó không có chấm muối ớt nữa. Sợ ăn mặn quá nó bị ảnh hưởng. Cậu ăn salad vô. Salad với lại cơm nó à, salad với lại kẹt tôm ngon mà. Ngon. Еще хочу креветок. Ну. Тебе еще кетчуп? Ну да. Это как будто ты пукаешь. Это кетчуп пукает. Но-но-но! Но-но-но! Ты еще какую-то креветку. Куда ты креветку? О, вот эту. На мука. Давай, я хочу еще возьму вот эту. На, вот эту хочешь? Я хочу вот эту. Ну давай я тебе возьму почищу. На, ком. О, вот это еще. Мигатя. Ну, полейда. А кухон нам? Кухон нам? Так, она. Лук очень вкусно. Hồi lúc em lưu cách ở Việt Nam á, lúc đó em lưu cách được khoảng dưới 2 tuổi, dưới 2 tuổi rưỡi rồi. Không bao giờ chị ăn hải sản gì hết á. Mua tôm mực hay tất cả mọi thứ. Không bao giờ ăn đâu. Chỉ là nấu cháo ra xong rồi xay nhuyễn. Không biết ăn gì hết á. Cho nên em thì em xay nhuyễn ra tất cả luôn. Cá hoặc là tôm, thịt gì đó là phải xay nhuyễn hết cho mấy cái ăn được. Hơi cùng hai tuổi mẹ đục cùng đục cùng ăn cùng cha nhiều lần ta mới không biết ăn rồi với lại trước 4 tuổi nữa không biết ăn thịt không biết nhai thịt luôn tức là nhai thịt vô rồi là nhả không à muốn cơm ăn đó là phải thịt mà thịt lộn mỡ vô xay thịt nhỉ không ăn được nhưng mà không có bị thiếu dinh dưỡng vẫn lên kế bình thường tự vì do em xay nhuyễn cho em ăn chứ không phải là ăn không được là không cho ăn cũng là xay nhuyễn ra chừng nào em lớn tự biết ăn ha. Мне даже горячее не попадется в руки. Nếu mà ăn không được mình bỏ liều á thì sẽ bị thiếu dinh dưỡng mọi người bé nó không có cao được. Cậu còn nhỏ không biết ăn thì từ từ lớn cũng biết. Mình tập ăn từ từ mình nó biết nó nghe cái mùi vị á xong rồi từ từ lớn cái nó tự động nó thích nó ăn nó nhai được là nó thích nó ăn à. Bây giờ cái gì cũng ăn được không con hả? Rau cũng ăn được không? Hồi nhỏ thôi ăn được cái gì? Ủa? Chính. Cái gì bao giờ sao bị? Cái bài sao là? Cắt chỗ con á, mẹ sao lát cho ba một chút.
Лукат, я салат это. Салат им ем. Con sẽ lấy một miếng lửa tôm nha con. Такой короткий видео, но он смешной. А там, смотри, вот этот дядя какой-то смотрел вниз возле самолета, сбоку его как он стоит, спереди только смотрит он, а этот человек вниз, и потом он говорит, и потом он проворачивается вот так вот и говорит, вот это поворот. Вот так, смотри. Вот это поворот. Не так. Вот это поворот. Вот это поворот. Тебе еще почистить? А, тебе мама почистила. Конечно же, я же... Мама же мне тоже почистила, как я. Гонила. Я же гонил, как... Но мне нужно как анхотонка на моб. Кон анхотонка. Сладко. Come on, mẹ. Come on, mẹ. Giỏi. Anh Diệm cảm ơn con hả? Nhiều lúc ở trên clip không có nói. Có nhiều bạn nói sao không chỉ cho em luôn cách cảm ơn. Trời em nói nhiều lắm, nhiều lúc mà em mà không có cảm ơn em còn bắt mẹ cảm ơn nữa. Вот это поворот. Вот это поворот. Лук мамин, как мама, нет мне. I said, need more rice. No, no. Rice? But the cooker. Tôi mình đã bị dính dở chưa? Bắp luôn rồi. Ăn cho dân dạ. Chưa себе тебе мама начистила. Ого! Лукас. Спасибо, мама. У мамы так, а у мамы какой-то завал креветок. Рай. À, bữa ăn nha, em cũng tới đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người theo nha. Bye bye. Mọi người Giáng sinh an lành nha mọi người. Bye bye. Chuẩn bị Tết rồi, năm 2020 rồi. Tạm biệt.